Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vốn được mệnh danh là một trong những thiên đường biển ở Việt Nam, Nha Trang sở hữu những bãi biển, những hòn đảo và vịnh biển xinh đẹp. Do vậy, khi đến với Nha Trang, chắc hẳn chúng ta không thể bỏ qua các hoạt động du lịch biển thú vị, trong đó phải kể đến lặn biển ngắm san hô. Trong đó, Hòn Mun là điểm đến được nhiều du khách ưa thích hoạt động này tìm đến, bởi biển ở đây còn khá hoang sơ với làn nước trong veo và san hô phân bố khá tập trung với chủng loại cũng như màu sắc vô cùng đa dạng, được Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới đánh giá là khu vực đa dạng sinh vật biển bậc nhất ở Việt Nam. Với những ai yêu thích các loài sinh vật biển mà không muốn thử sức với bộ môn lặn biển thì cũng có thể tìm đến với Viện Hải Dương Học tọa lạc ngay tại thành phố Nha Trang để chiêm ngưỡng và tìm hiểu về các loài sinh vật biển tuyệt đẹp. Trong đó có cả những loài quý hiếm cũng đang được nuôi dưỡng tại đây. Ngoài chiêm ngưỡng các loài sinh vật biển sống, du khách còn có cơ hội tham quan bảo tàng sinh vật biển với hơn 20.000 mẫu vật của hơn 4.000 loại sinh vật biển và nước ngọt được sưu tầm và gìn giữ nhiều năm nay. Trong đó có cả bộ xương cá voi khổng lồ dài gần 26m, cao 3m với 48 đốt sống được phục chế đầy đủ. Dự báo trong những ngày tới, thời tiết tại Nha Trang khá lý tưởng cho các hoạt động du lịch. Nơi đây vẫn duy trì cái nắng vàng rực rỡ, trải khắp những bãi biển đẹp đến mê ly, giúp cho du khách được vẫy vùng thỏa thích cùng làn nước màu xanh ngọc đẹp đến nao lòng, hay tham quan nhiều điểm đến thú vị khác với nhiệt độ ngày đêm dao động ổn định ở khoảng 27 đến 34 độ. Không chỉ Nha Trang mà hầu hết các tỉnh thành miền Trung từ Hà Tĩnh xuôi vào đến Bình Thuận, thời tiết trong 3 ngày tới vẫn duy trì nắng nhiều, chiều tối có mưa rông xảy ra vài nơi. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Phú Yên thì có nơi còn xuất hiện nắng nóng nhẹ. Nhìn chung, thời tiết khu vực này trong thời gian 3 ngày tới vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch diễn ra. Tuy nhiên, quý vị cũng nên lưu ý với khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ, thời điểm nắng diễn ra khá mạnh. Nhiệt độ cao nhất ban ngày cho khu vực phổ biến là từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, thấp nhất ban đêm là 25 đến 28 độ. Riêng với hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, tiếp tục duy trì mưa rông trong ngày 26 và ngày 27. Riêng ngày 28, thời tiết tại đây sẽ tạm giảm mưa, có nắng nhiều hơn. Với rãnh áp thấp đi qua khu vực tiếp tục duy trì, những cơn mưa tại Bắc Bộ còn duy trì nhiều nơi trong đêm nay và cả ngày mai, ngày Chủ nhật cuối tuần, nên các hoạt động du lịch cũng tiếp tục gặp khó khăn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động phổ biến ở khoảng là 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tuy nhiên, sang những ngày đầu tuần mới, giải hội tụ qua Bắc Bộ suy yếu, những cơn mưa sẽ giảm nhanh, chỉ còn xảy ra vài nơi. Ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên vẫn còn có mưa rông rải rác vào khoảng chiều tối và đêm, trong ngày có nắng đều trở lại. Khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ còn xuất hiện nắng nóng nhẹ một vài nơi, với nhiệt độ cao nhất ngày dao động ở khoảng 32 đến 36 độ. Trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến ngày 28, thời tiết Tây Nguyên vẫn mang đặc trưng sáng nắng chiều mưa. Những cơn mưa sẽ tập trung nhiều từ khoảng 14 giờ chiều trở đi. Tiếp tục có nơi mưa vừa mưa to, nhất là trong các buổi chiều ngày 26 và ngày 27 tháng 8. Như vậy, với du lịch tới Tây Nguyên thời gian này, du khách vẫn có khoảng thời gian thuận lợi cho các hoạt động khám phá từ sáng cho đến 14 giờ. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động là từ 28 đến 31 độ, thấp nhất ban đêm là 21 đến 24 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, dự báo trong ngày 26, ngày 27 tháng 8, những cơn mưa vẫn còn xuất hiện trên diện rộng. Mưa vừa, mưa to có sự gia tăng rõ nét trong chiều tối ngày 27 tháng 8. Thời tiết hai ngày này, du khách tới đây cũng nên cẩn trọng với các hiện tượng gió giật mạnh và lốc xoáy có khả năng xảy ra. Sang đến ngày 28 tháng 8, hoạt động của trường gió Tây Nam suy yếu đi, Nam Bộ giảm mưa, chỉ còn xảy ra ở vài nơi. Khả năng sau ngày 28 trở đi, Nam Bộ có một đợt giảm mưa kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Do vậy, các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch cũng sẽ thuận lợi hơn hẳn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sau đây là phần dự báo cho các thành phố du lịch trong 24 giờ tới.